Hello, Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ tư, 29 Tây, tháng 11, năm 2017. Chương trình Khai Dân Trí bắt đầu. Trước khi vào chương trình Khai Dân Trí vào ngày thứ tư 29 Tây tháng 11 năm 2017, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc, đó là Học Sinh Hạnh Phúc, để mong rằng các học sinh, các bạn hiểu rằng các bạn sẽ là những mầm non của Tổ quốc Việt Nam, cho nên phải học sinh phải lên tiếng, phải mạnh mẽ về những đề lịch âm mưu mà chuẩn bị biết tiếng Việt Nam giống như là tiếng Tàu nha. Lisa xin tái ngộ cùng quý vị và các bạn thân mến. Đó, Lisa mong rằng học sinh các bạn phải mạnh mẽ hơn nha. Các bạn phải mạnh mẽ hơn nữa. Hôm nay Lisa cho các bạn nghe những cái tin. Chị Lisa ơi, chị hãy lên nói với tất cả các anh em ở trong nước và toàn dân ở trong nước, nếu muốn tiêu diệt đảng cộng sản và những thằng giáo sư bậy bạ này thì chỉ cần dùng cái bu ri xe người ta bỏ rồi, có thể đập ra lấy phần miếng của cái bu ri xe để mà chọi thẳng vào những cái xe mắc tiền, những cái building cửa kính, hoặc dùng giằng ná để bắn vào những thằng công an khốn nạn thì kể như là thúi thịt hoặc là bị ung thư, bởi vì trong cái miếng này nó có để chất hóa học kịch độc, chất độc. Thì các bạn biết cái bu ri xe không? Cái bu ri xe chúng ta đập ra lấy cái phần miệng và dùng ná để mà các bạn bắn. Các bạn bắn xa nó vừa đúng vào người, nó ghim miệng vào người sẽ bị ung thư luôn, không cách nào gỡ ra được.
nó độc còn hơn là cái miếng bóng đèn nữa. Và nó rất là cứng. Cho nên khi các bạn mà chỉ cần đứng gần cái xe hơi nào đắt tiền của những thằng cán bộ, các bạn chụi vào thì kể như là bể kiếm thấu sâu vô trong luôn. Tức là nó không bể hết kiếm mà chỉ cần bắn là nó đi sâu vào. Những này là một cái lỗ tròn, nó đi sâu vào luôn. Nó béo tới mức độ như vậy đó. Và những cái chung cư, những cái tòa nhà cũng vậy. Chúng ta đều bắn liên tiếp vào như vậy cho nó run sợ. Đó là lý do. Những này là kêu gọi các bạn ở trong nước. Bởi vì ở bên đây người ta đã, những này là thí nghiệm rồi. Và chúng ta sẽ thành công. Lisa mong rằng cái buri xe thì nó dễ lắm. Cho nên hãy đập cái buri xe, lấy phần miếng đó nha. Lấy phần miếng của cái buri xe để mà hành động cho Lisa. Lisa mong rằng sẽ nhận được nhiều tin tức mà những này là ngoạn mục nha. Lisa chỉ cho, Lisa hiến cho một cái. Bởi vì chúng ta đã ba sạch, đã thiêu rụi toàn bộ kho hóa chất công nghiệp hàng trăm mét vuông ở Yên Phong, Bắc Ninh rồi. Chúng ta cũng đã ba sạch thành công công mỹ mạng công ty mà chúng ta đốt trụi hơn 4.000 mét vuông xưởng mai xin hang ở tại Thái Nguyên rồi. Và chúng ta cũng đã ba sạch tiếp tục để mà vấn đề là cái bằng ở tại Bình Dương công ty xuất khẩu gỗ Nam Hải rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy tiến hành để mà dùng những cái buri xe này để mà bắn vào những thằng tàu cổng nào mà khốn nạn, bắn luôn. Một khi cái miệng của buri này mà nó dính vào thịt rồi là thúi thịt, chỉ có mổ và lấy ra mà thôi. Bởi vì cái này nó rất là bé. Khi các bạn bắn mà trúng vào thịt rồi, nó sẽ ghim vào thịt. Khi bắn chúng ta, những đây là cái bạn là đứng ở trên lầu chúng ta cũng bắn được. Canh me chúng ta bắn vào. Một chiếc xe hơi bự như vậy, chúng ta có thể chúng ta bắn, nó không bao giờ nó biết được. Bắn thẳng vào cho Lisa. Những cái buri xe mà ta bỏ rồi cũng được. Lượm những cái buri xe bỏ rồi để mà làm hành động. Xe tàu cộng container mà chạy ngang chỉ cần bắn xuyên qua trong cái cửa kiếm của nó đó, bắn xuyên qua có thể trúng thằng tài xế nó bất tỉnh luôn, lạc tay lái, đổ sầm cái xe luôn. Hôm qua Lisa đã họp lại những anh em chiến sĩ ở trong nước, cho nên Lisa, các anh em đó kêu Lisa là phải nói cho mọi người từ Bắc chí Nam để hành động. Lisa mong rằng mọi người sẽ hành động. Nếu mà nó canh chừng kỹ quá, không có ba sạch, không có đốt sạch được, thì chúng ta dùng tới cái buri để mà chúng ta bắn. Bắn cho thê thảm luôn. Thằng tài xế nào mà nghi chỗ đồ của tàu cộng, bắn vô một phát một là kể như nó tiêu tùng. Cho nên Lisa đã phát động và Lisa kêu gọi các bạn nha. Chúng ta đã thành công mỹ mãn rồi. Trời ơi, chị ơi là chị, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, một đám chó đẻ cưỡng bức một người phụ nữ nè chị ơi. Khốn nạn. Này rồi là phải như vậy đó, phải chửi nó lên như vậy đó, cho nó biết thế nào là lễ độ. Trời ơi là chị riết rồi, ở ngoài Hà Nội, ở miền Bắc, nó bị điên hay sao ăn đồ của thằng Tàu. Chị coi chị đi ơi, thằng Hồ nhập đó. Đó, thằng Hồ nó nhập đó. Đó, đẹp ghê không? Đi ra đứng ngay cái lăng Ba Đình của thằng Hồ, nó múa vậy nó mừng lắm á. Trời ơi chị ơi, nó giả làm công an
cảnh sát giao thông mà nó không có thẻ ngành gì hết, xã hội Việt Nam loạn hết rồi. Nó đứng để mà nó tìm cách nó bắn tốc độ, nó sẽ lấy tiền. Gặp người này cứng cửa người ta chửi lại chị ơi. Bây giờ là tôi rất bận, và giờ công việc của tôi cũng rất quan trọng. Bây giờ tôi muốn xem giấy ngành của anh à, bắn tốc độ xe của tôi, mà trong khi đó quả xe của tôi không quá tốc độ, đúng không? Bây giờ tôi cần xem cái video xe của tôi. Tất nhiên 3-4 người định mẹ với xe của tôi phải có biển số thì định mẹ phải có xe của tôi. Đúng rồi, định mẹ mày. Không, tôi không cần tính. Bây giờ công việc của tôi rất bận, tôi còn phải đi làm giúp người ta nữa, tôi còn đang phải đi cứu người nha. Tôi không có thời gian để đứng đây để nghe anh giải thích, và tôi xin cái bằng của anh và cái thẻ của anh làm ngành. Và bây giờ thứ nhất là bắn tốc độ xe của tôi, đúng không? Tôi đi không đồng phục của anh không có, thẻ anh không có. Thứ hai nữa, xe tôi không vượt quá tốc độ. Nếu anh quay video anh bắn của tôi nha. Bây giờ xe anh bắn tốc độ tôi, cho tôi xin xem lại cái video của tôi vượt tốc độ, đúng không? Sai tôi sẽ đền bù và tôi nộp phạt. Máy bây giờ anh mở ra cho tôi xem thì tôi không rất bận, tôi không có thời gian đứng đây để trình bày với anh. Đúng rồi, anh đưa cho xem giấy hành nghề của anh chứ. Tên khẩu hiệu anh nắm quá đặt không được. Anh mà thầy banh bằng không có quần áo không mặc, bắn cái đầu bùi. Bắn cái đầu bùi. Đúng vậy, đó người dân bây giờ phải vậy đó, bắn cái đầu bùi. Đi bắn tốc độ, địp mềm thuê một người bắn thế này, địp mẹ mày. Bây giờ thời gian của tôi giờ rất bận. Mấy nghìn người chia sẻ video cho em cái nhá. Đúng vậy, ta chia sẻ cho em liền em. Em chửi ai lắm, mai mốt chửi chết mẹ nó vậy đó cho chị. Bắn cái đầu bùi, bỏ tật mất dạy đó. Người dân càng ngày có bản lĩnh và chị càng mừng đó. Chị rất là vui mừng. Người dân đã bắt đầu càng ngày càng có bản lĩnh chính trị. Họ bắt đầu nghe chương trình của chị mà họ không sợ chế độ. Họ khinh bị, họ chửi thẳng vào mặt. Sau khi chửi thằng khốn nạn này, nó cúi mặt rồi nó lặng lẽ ra đi. Người dân hãn nhiên lên xe chạy đi và luôn miệng nói rằng bắn cái đầu bùi tao nè, đồ những con chó. Bỏ tật tao bay mất dạy chưa. Trời ơi chị ơi, nó quảng cáo bán xe, nền kinh tế nó lụng bại, bắt đầu nó làm muốn cho mọi người chú ý. Nó đưa một đáp, nhưng đây là kêu bằng cờ đỏ, mặc đồ cờ đỏ lên, bắt đầu là nhảy nhót, bắt đầu theo kiểu phim Tàu Cầm. Đẹp ghê không? Trời ơi là trời quảng cáo đó, đó. Có cái chiêu nào mà quảng cáo mà như vậy là kêu bằng là mẹ đẹp như Việt Nam không? Trời ơi là trời đó, thằng Hồ nhập vô rồi. Đó, thấy chưa? Trời ơi, đẹp thế không? Trời ơi, đó, con cháu thằng Hồ là nó như vậy đó. Hết nói nổi mà. Hết nói nổi. Các bạn ở vậy hay thì có Lisa ở không được. Bị thần kinh hết trơn rồi. Ở nhưng mà nhìn thấy ghê quá, sao ở? Trời ơi là chị coi em gái này bắt đầu là kêu bằng chửi thằng chó đẻ mà nó đổi chữ quốc ngữ nè chị ơi. Hello everybody, đang ngồi ở tiệm cắt tóc gội đầu của Mr. Nhân thì coi được một cái clip này khá là thú vị. Đây, mở cho các bạn coi. Thưa quý vị, Nga, Nhung, Thảo, Trường, quý vị chắc chắn sẽ nghĩ là tôi đọc nhầm hoặc là đọc sai khi nhìn những từ trên bảng này phải không ạ? Tuy nhiên xin khẳng định tôi đọc đúng và đúng 100%. Trời ơi, tôi không biết cái con mẹ MC trên đài VTV cái đầu của bà để đâu, có não bà để ở chỗ nào. Trời ơi, thì giờ mày muốn chữ cái chị? Mày chữ cái chị trên bảng, mày muốn đọc cái gì đó mày đọc, mày muốn đọc cái chữ đó là chữ M, cái này muốn đọc cái chữ là mẹ, chữ cha, chữ con, chữ chó, chữ mèo gì mà đọc. Mày chỉ con mèo mà nói con chó là chuyện của mày, mắc gì mà tao phải nghe theo mày. Tiện cái rõ ràng ở trên bảng cái chữ người ta là chữ Hoa Nung Quảo Cường mà bà đọc là cái tên là Nga Nhung Thảo Cường, mà bà đó mà đọc đúng 100%. Vậy sao từ hồi đó giờ không đọc cái kiểu gì đi, bây giờ bắt đầu ngựa Hán rồi mà đọc tên kiểu như vậy? Bài đặt dễ dời ra chữ quốc ngữ phồn thể, quốc ngữ giản thể. Quốc ngữ phồn thể là dành cho người kinh đọc, còn quốc ngữ giản thể của thằng cha phó giáo sư Bùi Hiền là dành cho mấy má thần kinh đọc. Bây giờ tôi hỏi chứ, bây giờ cải cách lại bộ chữ như vậy hô là để tiết kiệm tiền, tiết kiệm giấy mực. Từ đó đến giờ tôi đi học, giấy mực là tiền ba má tôi bỏ ra, tiền cá nhân tôi từ lúc học đại học sau này, tiền bản thân cá nhân tôi tự bỏ tiền ra mua. Ai mượn tiết kiệm dùm tiền của tôi làm cái gì? Còn đi vô mấy trung tâm hành chính, đi làm thủ tục, đi photocopy,
cũng bắt tôi đóng tiền lệ phí photocopy, bắt tôi đóng tiền đóng con tem vô chứng thực này nọ, cũng là tiền của chúng tôi. Đúng. Đâu phải tiền của mấy người đâu, mấy người đi kêu tôi đi tiết kiệm giùm cho mấy người. Ai rảnh vậy? Tại sao phải Biển Đông kìa? Đó, ô nhiễm kìa. Không lo làm đi biển chết kìa, không lo làm đi, không đề xuất đi. Đề xuất là cái bộ chữ làm chi để tiết kiệm tiền được gì? Tiết kiệm tiền đó rồi biển có sạch hơn không? Đúng. Hả? Dân mình có bớt đói không? Bà bán vé số bà có được ăn ấm no hay không? Thiên tai có bớt lũ lụt không? Có bớt những giảm bớt đi những cái trường hợp phải đi cứu trợ này nọ hay không? Cũng không. Rồi tiền để in lại một bộ sách mới, tiền in lại tài liệu mới, những cái khoản tiền đó tiền của ai? Tiền của cá nhân hay tiền của nhà nước? Nhà nước bỏ tiền ra để cải cách cả một bộ chữ, vậy là tiền ai? Là tiền của chúng tôi. Chúng tiền của người dân chúng tôi đi làm đóng thuế lên cho mấy người. Nhà nước nào có tiền? Tiền của người dân. Rồi lấy tiền của chúng tôi đi làm một cái bộ chữ đó để làm cái gì? Ông kêu cả dòng cả họ nhà ông, ba mẹ con cháu chắc gì nhà ông ra hãy học bộ chữ đó đi. Đi coi coi rồi đi giao dịch với mọi người coi được hay không có đã. Rồi hãy kêu chúng tôi học nhé. Chưa hết. Tiền á, cái tờ tiền á, tiền một ngàn, hai ngàn, năm ngàn, mười ngàn, năm chục ngàn, hai trăm ngàn, một trăm ngàn, năm trăm ngàn. Cái chữ ngân hàng nhà nước Việt Nam, cái chữ mà chữ đồng ở trên tờ giấy tiền á, là phải in hết lại nữa. Hả? Bao nhiêu chữ gì nói là in hết lại nữa, là phải là đổi là tiền khác nữa hả? Phải không? Phải, đây là một đề xuất mới, để in lại một đám tiền mới, đúng không? Hãy nghĩ thôi. Hãy nghĩ coi mà một cái câu thơ mà mấy nay trên mạng nó share quá trời đó. Em muốn ôm chặt anh mà nó ghi thành cái chữ CH là thành cái chữ K là em muốn ôm chặt anh. Cái kỳ cục vậy. Hả? Em muốn ôm chặt anh lúc này mà hát thành câu em muốn ôm chặt anh lúc này. Đừng đổ thừa là giọng nói khác cái chữ viết. Mặc dù cái chữ viết là chặt nhưng phải đọc thành chặt. Ủa cái quy định gì kỳ cục vậy? Cách vậy đó. Cả thế giới cái anh đó người ta đọc là chờ. Đi đâu cũng đọc thành chờ. Tự nhiên qua mình đọc thành cờ. Trời ơi, ông Alexander, ông đã sáng tác ra cái bộ chữ tiếng Việt của mình. Người đó là người đã sáng tác ra cái bộ chữ Latin cho Việt Nam mình. Hồi đó Việt Nam mình gõ chữ nôm, chữ Hán gì gõ thấy mẹ. Đó, còn bây giờ người ta có chữ ABC sướng muốn chết. Không muốn, bày đặt vẽ ra. Chữ N thì Google bầu sửa thành chữ Q. Đó, tiếng Việt thì T-I-E-Q. Rồi xong rồi cũng bưng cái chữ Q ra ráp cho cái chữ mà có chữ N đầu như là Nga, Nga ghi của chữ Q. Chữ Q phiên âm là hiểu chưa? Quy đọc được không? Quốc ca, quốc ngữ, giỏi lắm. Quốc tự nhiên bây giờ chữ quy nó gắn vô cho cái chữ quy a thành đọc thành Nga. Ôi kỳ vậy, đọc là khoa hả? Điên khùng vậy. Chị tức quá, chị nói hôm qua chưa đã, bây chị nói tiếp. Làm ơn bớt đi, trời ơi đã dặn rồi, đừng có chơi mấy cái hàng đó, đừng đập đá nữa. Đập làm chi mà nhập bìa ra ba cái ngôn từ đó, bực bội quá. Chữ phồn thể, chữ giản thể, nhức đầu quá. Đợi khi nào mà tôi này là đã 40 tuổi rồi, đợi khi mà tôi học xong cái bộ giản thể gì phồn thể gì đó chắc cũng xuống lỗ mẹ rồi, không còn thời gian nào mà áp dụng. Tiếng Anh không học, tiếng Hàn không học, tiếng Hán, tiếng Trung Quốc thì là không học, đi học lại một cái chữ của chính bản thân mình, kỳ cục quá vậy. Bực mình quá, tiếng Anh học còn chưa xong, bây giờ đi học lại tiếng Việt. Cả 90 triệu dân đi phải học tiếng Việt, bực bội quá. Rồi bắt đầu đẻ con ra, con mình nó rành tiếng Việt hơn mình, nó dạy ngược lại chớ mình lên cho mình tức ói máu. Các bạn nói em ở Việt Nam đó, mặc dù em nói chuyện là cũng dễ thương, cũng có cái nhìn mà những này là phản đối, mặc dù chưa có biết gì hết nhưng mà cũng phải phản đối. Giới trẻ Việt Nam đã can đảm nói lên những sự thật khi mà những cái tên mà khốn nạn tình báo Hoa Nam muốn thay đổi nước Việt Nam. Cho nên các em tuổi trẻ bây giờ không bị nhòi sọ, khiến dư luận rất là vui mừng. Chị Lisa ơi, chị hãy tuyên dương các em. Đúng, chị tuyên dương các em. Chị ơi, là chị bất ngờ chủ tịch tỉnh Kiên Giang đã quỳ lại bà Sáu sau những hành vi cướp đất sai trái của bà Sáu. Thì nó sợ tố cáo, nó thằng Trọng Lú vô mẹ thảy nó vô trong lò, nó vô bộ nó vậy đó. Chị ơi, em gái này cũng tiếp tục để mà lên để mà nói nè chị. Bé Tí xin chào đón quý vị đến với chương trình tin tức thần kinh của bé Tí. Và thần ngày kinh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 28 tây tháng 11 năm 2017. Càng ngày các bạn phản ứng về cái bộ tiếng Việt. Sau đây là những chia sẻ của tiến sĩ Hiền Bùi và bé Tí xin được phép đọc lại. Theo tiến sĩ Hiền Bùi thì đã có những cái từ ngữ không có... đúng lắm ở trong 38 cái
chữ cái của Việt Nam mình đã học từ bao nhiêu lâu nay. Cho nên ông đã muốn hòa nhập với thế giới, ông đã rút ngắn lại chỉ còn 31 chữ thôi. Đó là lý do mà tiến sĩ Hiền Bùi đã có một bộ chữ cái rất là mới lạ. Thì theo cái bộ chữ cái, nhưng mà ngộ cái mà nó Hiền Bùi nó sản xuất cái bộ chữ này á, nó không có nói ra giống như cái bộ chữ này. Nó lên nó trả lời phỏng vấn, các bạn thấy rõ ràng nó nói chuyện là rõ ràng là tiếng Việt Nam rành, nó không có nói ngọng vậy, mà nó sản xuất ra nó kêu người ta phải học cái tiếng. Thấy là tiếng Việt mình sẽ được chia ra hai loại, một loại là tiếng Việt của người kinh khốn và vậy đó. Vậy cho ta nói ở trong cái nước Việt Nam thì nó khốn nạn. Một loại tiếng Việt giản thể gọi là tiếng Việt của thần kinh. Sau đây, đây là những cái từ mà ông cho nó không có make sense, nó không có đúng. Theo cái tiếng Việt mình đã làm mất rất là nhiều thời gian để nói những cái chữ ví dụ như C, Q, K, L, quốc, K, K, L, chẳng hạn. Hôm nay người ta rất là phản đối về cái bộ chữ. Lại thành một chữ thôi là C. Người ta phản đối gay gắt về cái bộ chữ của thằng chó đẻ mà vẫn này là giáo sư. Hoặc là TR rồi CH, CH, ông chỉ gom lại thành chữ C mà thôi. Hoặc là XS, xa, 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 ông chỉ gom lại thành một chữ X mà. Khốn nạn vậy đó. Hết ý kiến. Đây là những diễn viên đó, người ta phản đối. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Hòa Hiệp với Thí Diễm đang quay phim ở Vĩnh Long. Đó, đang căng thẳng dữ lắm. Mấy hôm nay thấy trên mạng xôn xao về mày cái thay đổi ngôn ngữ gì đó mà đang lo rầu quá à Diễm. Thường thường thì trong cái đoàn phim là không được nói tục. Khi mà nói tục là bị phạt 50 ngàn đến 100 ngàn. Mà bây giờ mà thay đổi ngôn ngữ chỗ này giờ sao ta? Nó giờ bị trục trặc, bây giờ nó là cục cặc. Phải không? Cục cặc. Nếu mà mình nói chết rồi, Đoàn đang bị cục cặc, nói là chết nha, Đoàn đang bị cục cặc và bị phạt 50 ngàn đến 100 ngàn. Đó, còn chưa đâu, bây giờ kịch bản mình hỏi làm sao ta? Chết rồi, bây giờ mình già rồi, mình phải đi học mà. Học gì? Diễm. Phải học tập nói, tập viết như sao nè. Chẳng hạn như bây giờ nè, cô gái rú to kinh hãi, thì giờ đổi thành là cô gái vú to kinh hãi. Rồi khoe không, khỏe không anh bạn, thì bây giờ mình sẽ đọc là xỏa xong an bạn. Ngổ vậy trời. Còn chào hỏi nhau nha, tôi chưa bao giờ gặp phải trục trặc lớn như thế này. Thì mình bây giờ mình phải đổi là tôi chưa bao giờ gặp phải cục cặc lớn như thế này. Trời ơi, ghê vậy. Trời ơi, anh nói tục tiểu quá, ghê quá. Rồi chưa đâu nha, chào hỏi nha nha. Em giữ chặt anh, đúng không? Bây giờ nếu mình phải theo ngôn ngữ mới là mình phải là em giữ chặt em. Trời đất ơi. Rồi em nắm chặt anh, thì bây giờ theo ngôn ngữ mới là em nắm chặt em. Trời đất ơi. Thấy ghê quá, trời đất ơi, tục tiểu quá. Rồi đâu, chưa đâu. Ông Hiệp đẹp ông tục quá. Bây giờ mình còn phải hát nữa. Bây giờ đến giờ sáng sớm mình hẹn tập hát bài Bắc Kim Thang nha. Để bác Diễm hát thôi. Bài Bắc Kim Thang này bây giờ hát nữa. Bây giờ hát theo ngôn ngữ mới. Bây giờ mình phải tập hát ngôn ngữ mới đi cưng. Bắc Kim Quang cà lang bi giờ cột cu kèo à, kèo cu cô cu bán dầu cu cầu ma te cu bán ớt ở lại làm gì con le le gian công gỗ quèn con bìm bìm gối tò te ê tự nhiên mình không bị ngọng giờ mình theo đổi ngôn ngữ mới là mình ngọng luôn á Diễm. Hay là phong cách mới giờ là phải nói ngọng mới hay ta. Diễm thấy sao? Anh sớm là hại não quá. Đó, làm việc à, từ. Thôi chưa có quay đâu, Diễm ngồi đấy. Diễm mất cười quá, Diễm thấy sao Diễm? Nói chung là em rất là hại não.
Không, đâu gì đâu, hại não bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ đi học lại, mình đi học lại thôi. Sáng sớm anh hẹn anh lấy cái bản mình nhận sách đi ngoài, không có đọc các bạn. Đúng. Các bạn lấy đó. Hết nói nổi. Chị Lisa ơi, con đĩ ngựa, tiến sĩ Đoàn Hương, nó nói rằng không thể để một đám quần chúng không hiểu gì vào ném đá, ném gái mẹ mày con ngựa, tao môi trứng mày ra, giờ mày kêu cao tàn cố tổ, đĩ mẹ mày học đi con chó. Con đĩ này ngày xưa nó cũng chửi là những người lên trên mạng Facebook đó là những người không công rỗi nghề. Không biết ai cho con đĩ này mà làm tiến sĩ phó giáo sư, nhìn cái mặt của con ngựa này là giống y như là tụi Tàu Cộng như đó đó. Con đĩ này nè, con đĩ Đoàn Hương nè, con đĩ này là các bạn phải đòi môi trứng nó ra, nó nhìn cái mặt con đĩ ngựa thấy ghét. Nó lên nó nói tiếng quốc ngữ vậy đó, ta thay đổi như vậy đó là đúng rồi đó. Cho nên nó chửi cả những người nào mà chửi ông tiến sĩ mà vấn đề là Bùi Hiển, khốn nạn vậy đó. Chị ơi, là chị ở tại Hải Dương đã hốt hoảng phát hiện một thằng chó đẻ công an đã tử vong ở trên đường chị ạ. Người dân đã hả hê chị ơi. Trời ơi, công nhận rằng những người mà những đời là dân càng ngày càng nghe tiếng nói của chị. Ngày hôm nay đã phát hiện một thằng chó đẻ công an mà bắt đầu là đã bị chết chị ạ. Ở tại Hải Dương nha chị, hốt quạt, người dân phát hiện một thằng công an đã tử vong ở trên đường. Nhiều người dân vô cùng hoảng hốt khi phát hiện một nam thanh niên tử vong ngay trên đường, đoạn địa phận xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương chị ạ. Nhưng mà mọi người biết được, người thanh niên này lại là một thằng chó đẻ công an. Tao nói bỏ tật mày mất dạy, giết mày chết mẹ, mày luôn bỏ chiếc xe lại cho mày bỏ tật mày ngược, mày khốt nạn. Chị ơi, vào chiều tối 28 tháng 11 2017 trao đổi với những đây là mọi người, chiến sĩ của ta đã bao vây và chặn đường một thằng chó đẻ công an xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Người dân ở địa bàn khi phát hiện ra thì nó đã bị tử vong rồi chị ạ. Nó là một cán bộ huyện đã tử vong ở trên đường. Chị ơi, là chị, người ta vui mừng lắm chị ơi. Nó chạy xe máy biển số là 34F1265.5X nằm trên đường. Cạnh thi thể của nó có vết máu và cách đó là một xe máy và mũ bảo hiểm của nó chị ạ. Người dân đã đến đây là kêu bằng là vui mừng hả hê khi biết được thằng khốn nạn này nó đã bị chết chị ơi. Nó là công an mà vấn đề là kêu bằng là huyện đó chị. Tiếp tục đụng nữa cho chị, đụng xong là bỏ chạy như vậy đó cho chị. Chị ơi, là chị, thông tin mới nhất vui như là ngày trảy hội. Tại thành phố Cần Thơ, nó đã đề xuất dùng ngân sách để mà bù lỗ đường bay bị ế chị ơi, là chị. Trong tương lai á, tại thằng An Giang cũng vậy. Thằng Tàu nó qua nó dụ cho xây sân bay ế mẹ nó cho không ai đi, cho bây giờ dùng tiền để bù lỗ vô. Sân bay Cần Thơ, rồi sân bay An Giang, rồi sân bay Kiên Giang. Tao nói từ từ bị sập đổ hết trơn. Bỏ tật tụi bay xây lên, đó xây lên đi rồi bóng ma nào nó đi. Chị nhận cái tin này lâu rồi nha. Xi măng xâm thao sinh tái cơ cấu nợ hàng triệu đô la. Bộ Tài chính cũng kiến nghị chính phủ đồng ý đề xuất để mà bớt khó khăn cho doanh nghiệp xi măng bởi vì đã không còn tiền nữa. Tiêu tùng chưa? Tập đoàn điện lực thông tin về định mức sử dụng điện sinh hoạt sẽ tăng lên. Tai nạn liên hoàn ách tắc giao thông trên tuyến tránh thành phố Vinh. Một sở thị khu đất bốc mùi lạ đã đầu độc dân Hà Nội. Theo những nguồn tin, người dân Hà Nội càng ngày càng thấy đất nứt nẻ và chuẩn bị vấn đề là hửi mùi hôi thối. Hà Nội sắp cưỡng chế khu đất Kim Cương giữa trung tâm Hoàng Kiếm. Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Kiếm vừa ra thông báo tổ chức cưỡng chế thu hồi đất nhà tại địa chỉ số 30A phố Lý Thường Kiệt, số 33, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàng Kiếm. Khu đất vàng Kim Cương này sẽ bị lấy và bán cho Tàu Cộng. Đó, người dân cứ giật im lặng đi. Người dân càng im lặng thì nó càng làm tới như vậy đó. Các bạn cứ giật, các bạn im lặng. Trời ơi, chị ơi, con đĩ ngựa này, nó lên nó chửi mọi người tuổi trẻ Việt Nam mà không chịu học chữ cải cách của nó nè chị. Con đĩ ngựa tiến sĩ Đoàn Hương
nó là tiến sĩ cái gì, con đĩ lưu manh, không để một đám quần chúng vào ném đá tiếng Việt, đó là đám chưa văn hóa. Mẹ nó gặp, đĩ nó phải môi trứng nó ra, các bạn coi nó khốn nạn nó gì, mất dạy cái gì đó. Khốn nạn vô cùng. Thì sao không hiểu tại sao mà lại để cho con ngựa này mà nó làm tiến sĩ. Nhìn cái mặt của nó là bắt đầu là kêu bằng là muốn đắp cho mặt đó rồi. Bạn coi nó lên nó nói chuyện. Nó lên nó chửi vấn đề là mọi người là không có văn hóa để mà ném đá. Mà chính nó là cái người lên nó chửi cả tập thể, cả dân tộc Việt Nam là một đám vô văn hóa. Cái lũ khốn nạn, cái lũ mà vấn đề là tiến sĩ Việt Nam là các bạn biết mà nó bây giờ nó như vậy đó. Các bạn chịu nổi không? Đó. Nó lên nó chửi mọi người như vậy thì không ai nói về nó. Mà người ta chửi nó, cái nó cho là vô văn hóa. Tao đào mồ quốc mã tiên nhân, con đỉ mày à, mày ra lên. Con đỉ chó, vấn đề là đoàn hương. Chó đó mà mày ngựa, mày qua bên Tàu, dòng họ của mày lai sanh ra mày là mày là con ngục. Đào cha bới ghét mày à, mày lên, đồ con chó. Đây là cái mặt của con đỉ đó nè. Các bạn cùng nhau mà chửi con đĩ này đi đó, các bạn có giúp tao cảm không? Suy ngẫm nó, phải nhìn nhận nó bằng con mắt khoa học. Nhìn con đĩ mẹ mày. Chương trình khoa phải có những nhà khoa học định đoạt, chứ không thể nào một cái đám quần chúng không hiểu gì cả ao ao mà ném đá. Đám quần chúng có thể nó chửi toàn dân tộc Việt Nam đó. Sự khi mà chúng ta tiếp nhận thông tin và tiếp nhận những cái mới, thì còn bạn. Các bạn thấy đó. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ngẫu hứng lỡ mồm. Con ngựa này nó đã từng chửi quần chúng là đám quần chúng sống trên truyền hình quốc gia. Một người tiến sĩ mà lên truyền hình quốc gia chửi cả một dân tộc Việt Nam là một đám ô hợp như vậy, thầy hỏi thử con đĩ này có xứng đáng là tiến sĩ, giáo sư không? Con chó, con đĩ ngựa, tiến sĩ đoàn hương này nó lên truyền hình mà nó to tiếng nó chửi bới những ai dùng Facebook là lỗi vô công rỗi nghề. Con này là một con khốn nạn nhất. Con đĩ mẹ mày ra con đoàn hương, tao chửi cha mắng đĩ mẹ mày, mày đừng chửi người dân Việt Nam nghe chưa con đĩ nha. Đào mồ quốc mã mày nghe con ngựa, mày học tiếng Việt Nam thì mày đem cao tàng cố tổ con mà ra mà dạy đi đĩ khốn kiếp nha. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tới Tàu Cộng 4 ngày để bàn bạc về mục tiêu để mà chuẩn bị đối với Việt Nam như thế nào. Cụ bà 107 tuổi nhận quà cứu trợ lũ lụt là hai gói băng vệ sinh đang gây xôn xao ở trên mạng. Các bạn thấy khốn nạn vậy đó, cho người ta tưởng sao, bắt đầu là đưa lên như vậy đó. Giao quyền lực phải có roi để không thể không dám không muốn tham nhũng, thằng Trọng Lú nó nói như vậy đó. Chị ơi, trái lớn gần trường mầm non, ngày hôm nay hàng trăm người dân và học sinh sơ tán chị ạ. Trời ơi, vui như ngày trải hội. Đây là một cái mà tiếng chuông để mà phản đối là cái bộ mà ngôn ngữ đó. Cho nên đốt sạch, đốt tiêu diệt hết cho chị. Những trường mầm non là đốt hết, đốt sạch sẽ hết cho chị. Ngày 29 tháng 11, cháy lớn ở gần trường mầm non, hàng trăm người dân và học sinh đã sơ tán. Chị ơi, ba sạch của chị đã cảnh cáo về Bộ Giáo dục. Nó đã điều động tới 5 xe cứu hỏa cùng 32 thằng đến trường mầm non để mà dập tắt. Nhưng mà bất thành chị ạ. Tất cả những trường học các em đốt hết cho chị. Bỏ tật đem tiếng Việt này, nó đem tiếng Việt hoặc đem tiếng Tàu vào là đốt sạch cho chị. Chị ơi, trường mầm non Phan Đình Phùng nằm ở đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã bị chiến sĩ ba sạch của ta đốt sạch sẽ. Chị ạ, rất may là vụ hỏa hoạn, người chiến sĩ ba sạch của ta không để gây thiệt hại về người và học sinh. Nhưng mà những đồ đạc ở trong ngôi trường đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Đặc biệt vụ hỏa hoạn đã khiến hàng trăm người dân, giáo viên và học sinh phải sơ tán và không ngồi học được và cho thể tu sửa lại, không biết đến bao giờ mới là xong chị ạ. Phải như vậy đó. Luật giáo dục nhiều bảy quân vũ dù co nà cửa và cơ sở giáo dục nha giai và học tiếng nhớ cứ khi của lân trụ tiếng số giai hòa ngữ một gì nó cải cách nó bắt đầu khi là quân vũ chi quân vũ công nà cửa và cơ sở giáo dục nha
căn cứ vào mục tiêu giáo dục và yêu cầu của UE về nội dung giáo dục, Vũ trưởng Chính phủ khuyến nghị việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài có là cửa ô cơ sở giáo dục nha. Hai, nhà nước tạo điều kiện về vùng dân tộc tiểu yếu số được học tiếng nói, cử giết dù dân tộc mình là giữ gìn và phát huy bản chất văn hóa dân tộc, giúp cơ hội sinh của dân tộc yếu số do nhà tiếp thu kiến thức y học tập của hòa cơ và cơ sở giáo dục gia y dạy và học tiếng nói, cứ giết dù dân tộc yếu số do hiếu quê uy dịnh của chính phủ. Vui ghê không? Và ngoại khu khi diễn khổ khí trình giáo dục và ngôn ngữ gì sử dụng phố viên khu giáo dị vô kê vì tổ chức và hoa vũ công là khu vô chân giáo dục và cầm giảm vào dễ học chí dục về khu viên khoa. Các bạn thấy khốn nạn không đó? Đó tức là cái bản mà chúng ta là cải cách tiếng Việt trong tương lai sẽ đưa vào trường là các bạn phải học như vậy, các bạn phải đọc như vậy. Các bạn nghe nó giống như là tiếng của thằng Tàu Cộng ghê không, vui ghê không? Đó bây giờ tự nhiên đổi thành chữ đất bà du, rồi đổi mẹ nó bỏ luôn chữ đờ luôn đó. Khốn nạn như vậy đó. Hello chị Lisa, hôm nay có những tin liên quan đến kinh tế nóng hổi ở bên Việt Nam chị à. Thằng chó đẻ Tàu Cộng đã giật dây cho thằng đảng đĩ Việt Cộng đi lắp xong tiền để xây vườn cây ăn trái. Cụ thể là Tàu Cộng đã âm thầm và đề xuất ra lệnh cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và Ban Quản lý Dự án Tiền Giang phải lắp 7 hecta lòng sông Tiền để cho nó xây vườn cây ăn trái, trá hình. Bề ngoài thì Tàu Cộng nói là xây vườn cây ăn trái để phục vụ du lịch, nhưng bên trong là xây khu công nghiệp và căn cứ quân sự trá hình ở dòng lòng sông, ở con sông Tiền, nằm tuyến đường giao thông huyết mạch nối miền Tây và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời còn xiết dòng nước ngọt của miền Tây để đánh sập toàn bộ nền nông nghiệp và kinh tế miền Tây mà không cần tốn một viên đạn. Khi nông nghiệp miền Tây sụp đổ thì nông nghiệp Việt Nam cũng sụp đổ, cả xứ Việt Nam sẽ chết đói. Ngoài ra Tàu Cẩm còn đầu độc nguồn nước của con sông Tiền dễ hơn khi lấn ra để gia bộ trồng trái cây. Để người dân uống nước có chất độc thì sẽ bị ung thư hàng loạt. Khu đất sông Tiền này sẽ là một Lee and Mance thứ hai ở tại miền Tây. Sau khi nhà máy giấy Lee and Mance đã được khai trương và toàn dân miền Tây hiền lành chất phác, không phản đối gì, cho nên bây giờ tiếp tục thừa thắng xông lên, tình báo Hoa Nam và Tàu Cộng sẽ bắt đầu đề xuất đây là kế hoạch diệt chủng cả miền Tây mà không cần súng đạn. Diện tích mà lấn ra ngoài con sông, để mà những đề các bạn coi con sông Tiền nó đã vẽ lên bản đồ để mà nó lập, nó đổ đất, nó bồi giống như đảo nhân tạo để mà nó trồng vườn cây ăn trái ở tại con sông Tiền Giang. Các bạn thấy nó khốn nạn như vậy. Tàu Cộng đã đưa chỉ thị cho Trọng Lũ và thằng Trọng Lũ nó đã bắt đầu ra lệnh mời mồi chài để cho Tàu Cộng lớn 7 hecta lòng sông Tiền để mà nó xây vấn đề là vườn cây ăn trái. Tàu Cộng nó đã xây xong bờ kè bằng đá ở trên sông Tiền, chỉ còn đổ cát lên nữa là xong xuôi. Đây là cái đường bờ kè mà bằng xi măng thằng Tàu Cộng nó đã đi qua để mà nó lấn ra cái con sông Tiền ở vậy để mà nó xây lên. Các bạn thấy khốn nạn. Chúng ta mà những này là Lisa bên đây, người ta đưa tin tức như vậy, nhưng mà ở tại Việt Nam, người dân tại Tiền Giang im lặng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đây là một cái bờ kè mà nó dài như vậy đó, các bạn coi. Rất là khốn nạn. Các bạn coi con sông Tiền bây giờ nó xây cái bờ kè đẹp ghê không? Để mà nó đổ đất, nó làm một cái khu vườn cây ăn trái. Gọi đây là những này là kêu bằng là đất trồng trọt nhân tạo. Các bạn thấy khốn nạn hay không? Lắp sông Tiền xây công viên trái cây 10 ha. Dự án lắp sông Tiền làm công viên trái cây được tỉnh Tiền Giang cho phép thi công khoảng nửa năm nay đang gây lo ngại cho người dân ở tại đây. Lệnh này là lệnh của tình báo Hoa Nam.
kinh tế của đảng Địa Việt Cộng quá sa sút và đồng thời chuẩn bị cướp tới nơi. Cho nên bây giờ những người đại gia đã nghe lời của chị, họ đã rao bán những chiếc xe Ronro đắt tiền gần cả triệu đô la, phải đẩy ra lề đường để mà rao bán mà không ai mua. Các đại gia và tư bản đỏ ở Hà Nội đã thấy rục rịch, cho nên phải đem xe Rolls-Royce ra lề đường ở Hà Nội để mà chào hàng bán tháo bán độ nhằm kiếm lại một ít vốn để sống qua ngày. Nguyên nhân là do kinh tế của đảng Địa Việt Cộng đang suy sụp và chuẩn bị cướp, nên những đại gia này đã thua lỗ hết tiền bạc và khách kiệt rồi, nên giờ phải đem xe ra để mà bán sống qua ngày. Những chiếc xe Rolls-Royce nhập về Việt Nam có giá 30 tỷ đồng, tức là khoảng 1 triệu rưỡi đô la Mỹ, thì giờ phải đẩy ra lề đường để bán với giá 11 tỷ đồng, tức là 500 ngàn đô la mà thôi. Giá bán chỉ bằng 1/3 so với giá mua, nhưng chẳng có ai mua vì người dân không có tới con số tiền đó. Với tình hình kinh tế ngày càng lụng bại, thì đại gia Việt Cộng sẽ phải bán hết biệt thự, xe sang vì đã thua lỗ hết tiền. Sắp tới sẽ có xe Ferrari, Lamborghini cũng bị đẩy ra lề đường để bán, vì đại gia sống ở Việt Cộng như là cái bong bóng đã hết tiền rồi. Những thằng đại gia như Cường Đô La chuẩn bị đi. Đó, đại gia ở Hà Nội nó đăng báo lên đã đem một chiếc Ronro nhập về 1 triệu rưỡi đô la. Bây giờ ra rao bán có 500 ngàn đồng. Đem ra ngay tại vỉa hè Hà Nội để mà rao bán luôn. Để mà chào hàng mở cửa cho người ta vào coi. Gần một tuần lễ nay không ai coi hết. Thấy hay ghê không? Tao ở bên Mỹ này mà tao biết được nền kinh tế tôi bay, đảng đĩ tôi bay hết trơn. Ở Việt Nam rụt rịch gì tao cũng biết hết trơn. Đó, mẹ nó ngục, ôi trời mẹ nó ra. Đó, trời ơi là trời. Ronro đã rao bán không ai mua. Tao nói ngu lắm. Mỗi một năm bên đây nó ra một đời xe. Ở Việt Nam bây giờ những thằng như là thằng Cường Đô La đem những cái chiếc xe siêu sang về, bây giờ qua đây bán chắc giỏi lắm, chưa được 100 đô, chưa được 100 ngàn đô, không ai mua. Cái dàn xe mà có thằng Cường Đô La hồi đó mua có mấy triệu đô la không? Gần cả tỷ đô la rốt cuộc rồi, giờ để thử đem ra bên Mỹ này coi. Chiếc xe bên Mỹ này các bạn biết rằng là mua lỗ lắm. Một chiếc xe hơi mà mới toàn bộ các bạn mua thí dụ 50 ngàn đô, qua năm sau các bạn mất 20 ngàn đô liền từ tại chỗ. Các bạn không trả thì các bạn mất khoảng 10.000 đô la. Mua xe nó lỗ như vậy đó. Trong miền Nam thì càng tệ hại hơn, khốn khổ hơn. Kinh tế miền Nam đã bị kiệt quệ do thằng Trọng Lũ cho người của nó vào để mà siết cổ người dân miền Nam. Lấy thuế làm khó dễ, cho nên làm ăn càng ngày người dân càng thấy lỗ lạ. Người dân tại thành phố Hồ Chí Minh phải đi chợ đồ cũ để mà mua sắm. Đây là các chợ bán quần áo cũ, hàng gia dụng second hand và các loại hàng tồn kho ế thừa. Nhưng vì kinh tế kiệt quệ, người dân thành phố Hồ Chí Minh không còn tiền bạc nữa, nên bắt buộc phải đi mua các thứ đồ cũ, đồ ế thừa này về xài. Tình hình kinh tế miền Nam coi như đã về thời bao cấp, như là thời sau năm 1975. Các chợ đồ cũ, đồ second hand và chợ đen đang mọc ra trở lại vì kinh tế tại miền Nam kiệt quệ, suy sụp. Sắp tới sẽ có bao cấp trở lại như thời 1975, chứ không còn cách nào khác. Bây giờ không có tiền mua quần áo nữa, chuẩn bị trở lại bây giờ đây nè. Sau khi Mỹ nó ban giao rồi, bắt đầu bây giờ nó không thèm chơi với Mỹ. Mỹ ban giao người dân người ta sống được từ năm 1995 tới bây giờ, bắt đầu thằng Tàu Cộng nó ứa gan, nó kêu Trọng Lũ qua tìm cách siết kinh tế lại, làm khó làm dễ, không cho giữ đô la. Cho nên hậu quả là nền kinh tế làm ăn ở tại Việt Nam bắt đầu từ từ lụng bại. Hoa Kỳ bắt đầu cũng đã mệt mỏi rồi, người ta đã quay mặt rồi. Kinh tế Việt Nam càng suy kiệt hơn, vì đảng Địa Việt Cộng đã phải trả tới hơn 230.000 tỷ đồng, tương đương 11 tỷ đô la tiền nợ gốc và lãi. Tính tới 15 tháng 11 2017 thì được tiết lộ đây là số nợ bằng Việt Nam đồng, cho nên đảng Địa Việt Cộng có thể in tiền và cướp tiền của dân để mà trả.
Nhưng sau khi trả xong thì kinh tế cũng bị kiệt quệ, ngân sách không còn tiền, trống rỗng, tiền bạc không còn nữa. Ngoài ra vẫn còn số nợ bằng ngoại tệ rất là lớn, lên tới hàng trăm tỷ đô la mà Đảng Đĩ Việt Cộng không có tiền để mà trả, sắp phải cho khai phá sản để quỵt nợ ngân hàng. Một khi đã quỵt nợ ngân hàng ở nước ngoài thì vĩnh viễn Đảng Đĩ Cộng sản sẽ không bao giờ vay được nữa. Từ đây tới cuối năm thì tổng số nợ bằng Việt Nam đồng mà Việt Cộng Đảng Đĩ phải trả sẽ lớn hơn 250.000 tỷ đồng. Cho nên Đảng Đĩ Việt Cộng sẽ tiếp tục vơ vét, cướp đoạt tiền bạc, đất đai, nhà cửa của toàn dân Việt Nam để có tiền trả nợ. Số nợ sẽ càng ngày càng tăng thêm chứ không thể giảm đi vì tiền lãi ngày càng lớn. Theo dự đoán thì tới năm 2018 thì Đảng Đĩ Cộng sản sẽ phải trả nợ lên tới 300.000 tỷ đồng, tương đương 14 tỷ đô la Mỹ trong một tháng. Tiền đâu mà mày có, mày trả con. Trước khi ôm 50 tỷ đồng tháo chạy ra nước ngoài, thì giám đốc quỹ tín dụng Đồng Nai đã lập kế hoạch tháo chạy từ 7-8 tháng trước. Thằng giám đốc này sai con trai của nó lập ra 500 hồ sơ giả để rút hết tiền trong quỹ tín dụng ra từ 7 tháng trước. Sau khi rút hết, thì hai cha con nhà nó mới tẩu tốn toàn bộ tài sản, số tiền ra nước ngoài. Như vậy thì tất cả tiền bạc của người dân gửi vô đã bị cha con thằng giám đốc rút hết và đem ra nước ngoài để mua biệt thự và trốn ở bên đây. Người dân bị mất trắng tất cả tiền bạc và không thể đòi lại được, không được bồi thường. Thủ đoạn lập giấy tờ giả để rút tiền là thủ đoạn cướp số 1 của Đảng Đĩ Việt Cộng hiện nay. Nó âm thầm rút hết rồi bỏ chạy, tới khi người dân phát hiện thì đã không còn gì nữa cả. Bạn thấy nó khốn nạn như vậy đó. Cũng tội nghiệp cho những người gửi tiền vào. Nhưng mà Lisa đã nói cách đây một năm rồi, nhưng mà tại vì không nghe Lisa. Chạy tới quỹ ban mặc cái áo mẹ nó ra ghi hàng chữ. Mày bắt ra đi, tao sai là mày của bắt. Cái này đi làm là chính quyền á. Đi làm, phân ra. Hai dân đi. Bây giờ cướp đất của dân đi. Phân ra hai dân. Đúng rồi, sản hoàng lên rồi. Sản hoàng lên rồi, bây giờ lấy đất, cướp đất được cái sản hoàng lên rồi. Chị ơi chị đọc cái này em nghe như tiếng Tàu vậy đó chị ạ. Ra chợ mà nói tiếng này chắc người ta chửi chết chị ơi. Ừ thì nói vậy đó, đó. Tiếng Tàu chứ gì nữa em đó, em nghe đi đó. Tiếng đó tiếng Tàu mà. Thê thảm luôn. Trời ơi chị ơi chị đăng cái hình này lên đi chị ơi. Bắt đầu là người ta cải cách tiếng của nó là mấy đứa em ở trong nước tuổi trẻ là mẹ nó dễ thương ghê không. Nó cải cách cái tiếng Việt rồi nó ghi cái bảng mà vấn đề là bằng tiếng Việt thay vì cáo phó nó ghi chữ word là kho phò giống như là tiếng Tàu vậy đó. Hồ Chí Minh trong tương lai là Hồ Ký, tại vì chữ chờ đợi chiến thành chữ ke y ki sắc ký cho nên là Hồ Ký Minh, nó ký trên đầu đi mẹ mày. Rồi nó cáo phó nó ghi đó, thấy không, nó ghi bằng tiếng Tàu bằng cải cách của thằng cha giáo sư này tặng cho chị đó. Quân khổng quân do sư bùa hiền xin ngon tại niên quân trường Việt nương mất ngơ tài niên đường. Trời ơi thôi chị đọc cái này chị thua luôn đó em ơi, chị đọc không được. Mấy em đọc hay quá chứ chị đọc không được rồi đó. Trời gì mà đọc y như tiếng Tàu vậy, thấy ghê quá à. Trời ơi, mẹ tôi ở Việt Nam, mẹ tôi không có bị ngọng cha mẹ tôi. Lực giáo dục. Đó, lực chứ. Điều bảy. Quân ngũ dù con à. Trời ơi, sao mà. Cơ sở giáo dục ra, giai và học tiếng ngữ cử khi của dân chủ tiếng số giai hòa ngữ. Một, tí gì. Chị thua rồi đó. Mấy cái người này đọc hay thì chứ chị đọc chị thua rồi, chị đọc không được. Chị đọc tiếng Việt Nam từ hồi nào tới giờ quen rồi, bây giờ tự nhiên chị đã nói rồi. Nó cải cách như vậy, nó gia bộ, nó thêm mắm dặm muối vậy để mà nó xóa bỏ đi cái chữ Việt Nam. Để mà từ từ phải trở lại tiếng Tàu. Sau khi cải cách xong rồi bắt đầu gia bộ học lại âm tự của tiếng Hán.
thì những người mà dạy tiếng Hoa các bạn thấy nó luôn luôn nó dùng chữ W hoặc là chữ Q như vậy để mà nó âm để cho mình nói chuyện. Khi mà nó âm như vậy mình nói chuyện là nó sẽ trở thành tiếng Tàu. Đó như vậy thôi. Chuyện là nó như vậy đó. Khốn nạn vô cùng. Một cái xã hội mà nó khốn nạn lắm. Ta coi trên đường xã hội chủ nghĩa đó, người ta ngồi ta ăn vậy đó, các bạn thấy khổ tới nơi không? Đó. Ngồi lụm ở trong thôi, cái bọc rác nó cháy bắp người ta ăn phút nữa, ta bỏ, ngồi cầm ăn tỉnh bơ. Các bạn thấy đó, đó, sau bao năm giải phóng vậy đó, ngồi ăn ăn nửa trái bắp người ta bỏ tỉnh bơ. Coi như không có người. Thôi, thời gian cũng đã hết rồi. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những tin tức trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai. Thân ái, chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.